Xin chào cả nhà nha. Tôi đang ở trong sở thú Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Thì hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho cả nhà một cái loài cây có trong sắc đỏ được trồng tại Thảo Cầm Viên, thì đang được chăm sóc tại đây hết cả nhà. Thì đây là cái cây nó hết cả nhà xem đây. Đây là cái thân cây của nó. Thì cái cây này thì nó đang nằm ở phía là gần với cái đối diện với cái hồ sen cả nhà. Hồ sen ở bên này. Ở phía trước này là cái chuồng gấu. Cái cây này là cái cây long não nha. Mình có giới thiệu cái cây mặt nưa là cái cây này. Thì cái cây này có cái tên khoa học là Diospyros mulit, thuộc họ thị hơn cả nhà, cùng họ với cây thị, cây mung nữa. Thì cái cây này cả nhà, thì cái đặc điểm của nó đó, thì cả nhà xem thì cái cây này nè, nó thì nó cao ha, nó khoảng từ là cao ha, khoảng từ là 10 ha đến 25 mét ha cả nhà. Này cây thuộc gỗ trung bình thôi ha, dịch trung bình. À, đây cả nhà xem lại gần hơn ha. Đây nó có những cái cành non nè. Đây là cái lá của nó nha cả nhà. Cả nhà qua đi sát rồi thấy cái lá của cái cây này. Cái lá của cây mặt nưa đây là cái lá đơn ấy cả nhà, mọc so le. Cái này nó tận khoảng dài khoảng 5 cm, ngang khoảng 2 cm ấy cả nhà. Nhìn cái gốc cây nữa nè. Ở cái khu vực này thì nó có hai cây nha cả nhà. Đây một cây ha, qua bên đây chúng ta có một cái cây nữa. Cây này nó phân thành hai nhánh ở đây. Số ký hiệu là 1695. Chúng ta quan sát ở dưới này cả nhà, chúng ta thấy một cái lá của nó đây. Thì giới thiệu cả nhà, đây là cái lá của cái cây mặt nưa, nó rụng xuống. Thì nãy chúng ta thấy là cái lá ở trên cành của nó nè, nó có màu xanh, nhưng mà khi rụng xuống đó cả nhà, tôi thấy cái đặc điểm của nó không có màu vàng nha, mà nó là nó có màu đen. Đó, cả nhà thấy à, từ mấy cái lá của cây khác là nó có màu vàng, nhưng mà cái cây mặt nưa cái lá mà khi rụng xuống là nó có màu đen nha. Thì cái cây này á cả nhà, thì người ta lấy gỗ của nó cả nhà, bóng nó đẹp, dùng để đóng những cái đồ dùng mà cao cấp quý á. Thì cái đặc điểm của nó là cái trái nó nha cả nhà. Trái của nó là nó dùng để làm cái thuốc mà nhuộm màu đen, dùng để nhuộm những cái loại mà lụa quý. Thì cái cây mặt nưa này người ta chủ yếu người trồng để lấy cái trái của nó, mà lấy cái gỗ. Cái trái một cây thì nó năm thì nó cho khoảng từ 100 đến 500 ký. Chúng ta đi tìm một cái trái của nó cho cả nhà xem nha. Tao thấy cái lá mà màu đen này là cái lá của mặt nưa này cả nhà. Còn cái này cái lá của nó này, nó rụng xuống nè ha. Cái lá bên này là không phải nha, cái lá của cây này là cái lá của cây long não nè. Cái lá như long não, còn cái lá này cái bên đây là cái lá của cây sọ khỉ. Ở đây nó có cái trái nè cả nhà. Đây là xem cái trái nữa nè, tôi lượm lên nha. Đây. Đây, cả nhà xem đây là cái trái của cái cây mặt nưa. Thì cái trái này á cả nhà, khi mà nó còn ở trên cây á là nó có màu xanh nha. Đó. Xanh, rồi khi mà nó chín thì nó hơi vàng. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy là nó rụng xuống á cả nhà, thì nó cũng thành màu đen luôn. Giống cái lá của nó. Bởi vậy nó thấy nó dùng để làm là
thuốc nhộm màu đen, dùng để nhộm các loại lụa quý. Thì thường người ta thu cái trái của nó là trái lúc còn tươi hết cả nhà, còn tươi. Thì khi mà tươi vậy người ta sẽ ép, người ta lấy cái chất ở trong đó và người ta pha với nước, người ta sẽ dùng để theo tỷ lệ để người ta dùng để người ta nhộm những cái loại lụa quý. À đây con cái trái của nhà tôi bỏ bẻ ra luôn nha. Đây, bây giờ bây giờ nó rớt một cái hạt ở dưới rồi. Đây tôi bóc cái vỏ nó ra nè. Tôi kiếm cái hạt. Đây. Đây nha. Trên. Đây tôi quay cho cả nhà xem nha. Đó. Thì cái trái này thì cái đường kính nó khoảng từ 1 đến 2 cm thôi ha. Còn đây là cái hạt của nó. Ở trong này cả nhà tôi coi có mấy hạt nha. À, nó chỉ có một hạt thôi nha cả nhà. Đây chỉ có một hạt đây thôi. Cái này là thuộc quả mọng nha. Quả mọng. Đó tôi thấy cái hạt của nó đây. Một hạt thôi. Thì cái công dụng á cả nhà, thì cái hạt của cái trái mặt nưa này á thì có thể dùng để ta dùng để trị dung sáng luôn nha cả nhà. Thì ta thể dùng từ 5 đến 6 hạt trị dung sáng. Chúng ta thấy cái vỏ thân của nó thì nó hơi nứt nha. Nứt chọc xuống qua bên này à. Đây, còn một cái khu này thì có một cái cây nữa, cái cây mặt nưa thì cái đường kính thân của nó khoảng 50 cm. Cây này nó có phần cành. Cái cây này cái vùng phân bố nó cả nhà là nó ở cái vùng Đông Dương ha, Việt Nam, Lào, Campuchia, cả ở Myanmar, Thái Lan nữa. Thì cái cây này là có trong sách đỏ ha cả nhà, cái bạch của nó là bạch EN đang nguy cấp, đang bị đe dọa tuyệt chủng á. Thì xin giới thiệu với cả nhà một cái loài cây ha, có trong sách đỏ thì đang được chăm sóc và bảo tồn ở tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Đó là cái cây mặt nưa. Thì xin chào cả nhà nha.